gặp lại quý khán giả trong bản tin nóng 24 giờ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh thêm một trường hợp mắc virus Corona. Những chiếc khẩu trang nghĩa tình ở đất Tây Đô giữa cơn đại dịch. Người đàn ông khẹt nhổ vào nút bấm thang máy chung cư ở Hà Nội. Nông dân Tây Nguyên lao đao vì dịch bệnh liên tiếp tàn phá cây trồng. Bên cạnh đó, trong phần cuối chương trình ngày hôm nay với chuyên mục Tình người miền Tây, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị câu chuyện của chị Võ Thị Diễm Thúy ở Vĩnh Long. Năm nay chị mới 36 tuổi nhưng đã bị ung thư cổ tử cung. Một mình người mẹ trẻ này vừa phải chống chọi với bệnh tật, vừa phải nuôi hai đứa con thơ dại. Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 2, Bộ Y tế chính thức công bố đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc virus corona. Đó là bệnh nhân tên là TKH, tên đã được viết tắt, sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ, xét nghiệm dương tính với virus nCoV. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, đến nay, tại Việt Nam đã phát hiện 7 ca mắc nCoV. Trước đó đã phát hiện hai cha con người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ba công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc. Một công dân Việt Nam là Lễ Tân có tiếp xúc gần với hai cha con người Trung Quốc nhiễm bệnh. Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 8 giờ 30 ngày 2 tháng 2, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona trên thế giới cụ thể như sau. Tổng số trường hợp mắc trên toàn thế giới là 14.556, trong đó tại lục địa Trung Quốc 14.380. Tổng số trường hợp tử vong 305, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 304, Philippines là 1. Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 176. Tính đến trưa nay, ngày 2 tháng 2, nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh các cấp được nghỉ học tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do virus corona gây ra. Theo đó, các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang cho học sinh nghỉ học một tuần, Kiên Giang cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 8 tháng 2. Tại Sóc Trăng, học sinh được nghỉ học 2 ngày là ngày 3 và ngày 4 tháng 2. Còn tại Vĩnh Long, học sinh cấp 2, cấp 3 và sinh viên nghỉ học đến hết ngày 5 tháng 2. Các trường mầm non, tiểu học sẽ nghỉ hết ngày 7 tháng 2. Thời gian này, tất cả các địa phương sẽ tập trung vào công tác tiêu độc khử trùng các trường học và tập huấn cho giáo viên về công tác phòng chống dịch. Những ngày qua, khẩu trang y tế ở nhiều nơi rơi vào tình trạng là cháy hàng do nhiều người tìm mua để phòng ngừa dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Trong khi nhiều cửa hàng đổi giá bán ngất trời, thì nhiều bạn trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khắp các tỉnh thành trong cả nước đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho những ai cần. Tại thành phố Cần Thơ cũng không ngoại lệ, thưa quý vị, dù chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng nó thể hiện được sự chung tay của thế hệ trẻ với cộng đồng giữa cơn bão corona. Sau đây là những hình ảnh ấm lòng mà phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được. Cơn sốt khẩu trang bắt đầu nổi lên từ trước Tết Nguyên đán đến nay, kể từ khi dịch corona bùng phát. Khoảng 2 ngày gần đây, số lượng tiêu thụ mặt hàng này bất ngờ tăng mạnh, còn giá cả thì đẩy lên ngất ngưỡng. Thế nhưng, nhiều chỗ vẫn cháy hàng. Nhận thấy điều đó nên nhóm bạn trẻ ở thành phố Cần Thơ đã cùng nhau tìm nguồn khẩu trang chất lượng và phát miễn phí cho người dân để cùng nhau bảo vệ sức khỏe. Nhóm phát khẩu trang miễn phí gồm có 20 bạn trẻ. Chỉ trong vài giờ, nhóm đã phát được khoảng 10.000 chiếc khẩu trang cho người đi đường và bà con tại khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Cũng là người kinh doanh nhưng chị Phạm Thị Thanh Bình, chủ shop quần áo T&B ở khu dân cư Metro, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, không vì thế mà chạy theo cơn sốt. Thậm chí chị còn mở gian hàng phát khẩu trang miễn phí cho bà con trong xóm và bất kỳ ai có nhu cầu. Tôi thì ban đầu chỉ dự định là mua để cho người nhà sử dụng. Tại vì theo như khuyến cáo của Bộ Y tế thì chúng ta ra ngoài hoặc là giao tiếp với mọi người thì chúng ta cần phải sử dụng khẩu trang để an toàn cho bản thân mình và mọi người. Vui sướng thì được cái gì, được cho không có mua, quá tốt trong cái thời điểm mà dịch bệnh nè. Ban đầu do biết địa điểm mua giá rẻ nên chị Bình đã chủ động mua khẩu trang về để sử dụng trong gia đình. Nhận thấy tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, lại rơi vào thời điểm nghỉ Tết nên nhiều nhà sản xuất chưa hoạt động lại, dẫn đến nguồn hàng khan hiếm. Còn nhu cầu của mọi người thì tăng cao, tạo thành cơn sốt khẩu trang. Chính vì vậy, chị đã quyết định mua số lượng lớn để phát miễn phí cho mọi người. Như chúng tôi đã nói, dù đây là một việc làm nhỏ nhưng mà những chiếc khẩu trang được phát đi giữa lúc bão giá như vậy còn thể hiện được sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cơn đại dịch khiến ai nhận lấy cũng vô cùng ấm lòng. Và hy vọng là những nghĩa cử như thế này sẽ lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi đại dịch corona. Thưa quý vị, những ngày qua, người dân cả nước gồng mình phòng chống đại dịch corona. Thế nhưng các cơ quan ban ngành và lực lượng chức năng vẫn không quên nhiệm vụ triệt phá các đường dây buôn lậu cũng như ma túy.
Điển hình là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, đưa đi các tỉnh thành và sang nước thứ ba để tiêu thụ. Với phương thức hoạt động hết sức tinh vi và manh động, vừa được hàng trăm trinh sát từ hai lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên triệt phá. Ngày 1 tháng 2, tại bản Na Sang 1, xã Núa Nờ Gam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Thanh Luông và Đồn Biên phòng Mường Nhà đã phá thành công chuyên án DB120B, bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn là Giàng A Lầu, sinh năm 1984, trú tại bản Hán Ba, xã Chiền Sơ và Giàng A Sai, sinh năm 1971, trú tại bản Thẩm Chấu, xã Chiền Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 20 gói được bao bọc bằng ni lông, bên trong là ma túy tổng hợp số lượng 120.000 viên và 2 điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Giàng A Lầu khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho đối tượng Giàng A Sai. Khi đến khu bản người Lào tại xã Núa Nờ Gam, huyện Điện Biên, sẽ có người tới nhận ma túy với số tiền công là 100 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng. Sau 4 ngày từ khi nghi can Lê Quốc Tuấn, tự Tuấn Khỉ, 33 tuổi, xả súng vào sông bạc tại ấp 5, xã Tân Thành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, làm 4 người chết và tiếp tục là đối tượng tình nghi bắn chết một nạn nhân vào rạng sáng ngày hôm sau, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng cảnh sát của bộ đã được huy động tối đa ráo riết truy lùng nghi can, nhưng đến nay đối tượng vẫn bặt vô âm tín. Bên cạnh lệnh truy nã đối tượng Lê Quốc Tuấn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát thông báo truy tìm đối tượng Phạm Thanh Tâm, tên gọi khác là Tí Bà Giòm, sinh năm 1987, quê quán tại Tây Ninh, ngụ tại ấp Thành An, xã Trung An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng đang cất giữ số tiền khoảng 1 tỷ đồng mà Tuấn Khỉ cướp được trong vụ án này. Đặc điểm nhận dạng đối tượng: người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên sau cánh mũi phải. Các đơn vị hoặc người dân phát hiện đối tượng Tâm thì thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra đội 9 BC02, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, số điện thoại 069-318-7414 hoặc gọi điều tra viên Trần Hiệp Hòa 0977-350-066 để phối hợp xử lý. Từ cuối năm 2019 đến nay, tại Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cây trồng đang phải đối mặt với dịch bệnh, những cây chủ lực như là lúa, bắp, cà phê, tiêu, mía, sắn. Đáng nói nhất là tại huyện Ca Bang, bệnh khảm lá và phấn trắng trên cây bí đỏ đã gây hại trên diện tích 110 hecta, khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Sau đây là ghi nhận thực tế của phóng viên chương trình thường trú tại địa phương này. Đây là vườn bí đỏ rộng 0,3 hecta của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ ở xã Đông, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Những năm trước, bà Hồng thu về được 7 tấn bí loại 1, loại 3kg trở lên, bán với giá 4.500 đồng 1kg. Thế nhưng ở mùa vụ năm nay, toàn bộ diện tích bí đỏ của gia đình bà đã bị nhiễm bệnh khảm lá và phấn trắng, không thể điều trị dứt điểm. Bà đã quyết định không tiếp tục chăm sóc. Năm qua năm kia là tôi trồng 7-8 sào, mà năm nay tôi thấy nó trồng trước nó hư dữ quá, tôi cũng trồng, mà tôi trồng có đâu chắc hơn 3 sào ấy. Mà giờ nó bệnh hết, đâu có thái nào đâu. Để chuẩn bị cho các cái vụ bí sắp tới, thì đề nghị bà con là không trồng trên những cái diện tích đất đã bị nhiễm bệnh. Còn đây là khu rẫy rộng 3 hecta trồng sắn của gia đình ông Rơ Lan Kem, xã Ia Maren, huyện Ia Pa. Diện tích sắn của gia đình ông đã bị nhiễm bệnh khảm lá và lây lan với tốc độ nhanh. Năm nay là vì thiếu giống nên gia đình tôi có mua tràn lan, người ta đi bán đường là năm nay là mì của gia đình tôi là bị khảm lá. Theo phân tích của ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai, nguyên nhân dẫn đến tình trạng sâu bệnh hại là do biến đổi khí hậu, khó khăn trong công tác quản lý giống cây trồng khi người dân mua bán trao đổi giống không rõ nguồn gốc. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển quy mô sản xuất lớn, sản xuất chuyên canh, tuy tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, song sẽ làm thu hẹp ký chủ lại, nên đối tượng sâu bệnh chỉ tập trung vào một loại cây trồng. Đối với một số cái loại bệnh mà cái bệnh mà nguy hiểm, sâu bệnh nguy hiểm thì chúng tôi cũng đã nói rồi, sâu thì phải phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Nhưng mà bệnh thì phải quan điểm là phòng là chính, phòng là chính. Thế thì từ cái phòng là chọn ngay những cái giống tốt, giống sạch bệnh. Từ nhiều nguyên nhân khác nhau, dịch bệnh hại trên cây trồng đang hoành hành và có chiều hướng gia tăng tại Gia Lai. Tuy nhiên, yếu tố chủ động phòng tránh của bà con nông dân lại đang nắm quyền quyết định. Bởi nếu sử dụng các giống cây trồng không có nguồn gốc xuất xứ, thì chính họ lại đang mang bệnh hại về cho ruộng vườn nhà mình và cả những khu vực xung quanh. Ngay bây giờ,
giờ xin mời quý vị cùng đến với vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang để cùng tận một sở thị một con bạch sa đời thực, hay người dân còn gọi là rắn hổ, có màu sắc vô cùng khác thường. Đây là một trong những loài vật khiến nhiều người sợ hãi vì độc tố của nó có thể gây chết người. Thế nhưng con bạch sa sau đây lại rất hiền, ít ăn và thân thiện với con người. Ông Nguyễn Văn Đền hay Tư Đền, biệt danh là vua bắt rắn ở vùng Thất Sơn Hùng Vĩ, tỉnh An Giang cho biết, cả một đời làm thợ săn bắt nhiều loại thú rừng và rắn độc, nhưng lần đầu tiên bất ngờ ông chứng kiến con bạch sa đẹp lạ thường nên mua từ tay thợ săn về nuôi khi nó bị đem ra chợ giết thịt. Nuôi cũng để trong lòng rất bình thường rồi bắt cho nó ăn rắn mối với chuột. Bắt giữ nó để lưu niệm sau này để hậu sanh cho con cháu nó coi nó biết cái con rắn này đặc biệt nó trắng vậy đó. Mới gặp được rắn bạch này lần đầu tiên trong đời của bác. Rất hiền, nó không bao giờ cắn, nhưng mà nó không sợ thằng nào cắt lại hung với nó. Nó thợp được thằng nào là nó nuốt nữa. Với đặc điểm mắt đỏ, lưỡi và miệng cũng màu đỏ, con bạch sa có chiều dài khoảng 100cm, vòng mình 15cm, cân nặng 700g, được ông Tư Đền chăm sóc cẩn thận, tắm rửa và cho ăn hàng ngày. Nhưng có điều lạ thường, bạch sa ít ăn, chỉ thích tắm nước, ban ngày len lỏi sống trong các tàu lá chuối khô. Đặc tính là loài rắn lành, thân thiện với con người, nên bạch sa được ông Tư Đền xem như thú cưng trong gia đình. Hồi đó giờ đi bắt rắn cũng nhiều loại mà không thấy rắn bạch này. Thấy nó bắt nó lạ, thấy cũng vui, để dành nuôi. Con rắn này nó hiền, chỉ nó ăn mồi, súc vật gì này kia, chứ nó không có cắn người rồi đâu. Từng sống ở vùng đất có rừng núi âm u, ông Tư Đền đã từng thám hiểm nhiều nơi trú ẩn của nhiều thú dữ, trong đó có nhiều loài rắn độc ở vùng Thất Sơn, luôn là nỗi khiếp sợ của người dân. Nhiều người bị rắn độc cắn cũng được chữa khỏi nhờ bàn tay thần dược, nên ông được người dân vùng Bảy Núi tôn vinh là thần y trị rắn cắn. Từ khi sở hữu con bạch sa có màu sắc kỳ lạ, nơi chữa bệnh rắn cắn của người của ông Tư Đền nằm bên bìa rừng Thất Sơn cũng nhộn nhịp nhiều người hiếu kỳ tìm xem. Vì là rắn cái không có nọc độc, nên ông Tư Đền dự kiến sẽ lai tạo và hàng ngày nâng niu bảo vật để mọi người biết đến tận mắt chiêm ngưỡng. Thưa quý vị, nền văn hóa của bà con đồng bào Khmer là một trong những bản sắc không thể tách rời trong sự hình thành và phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua hàng trăm năm, có không ít những giá trị đã bị mai một đi. Tuy nhiên, tại vùng đất Bảy Núi, tỉnh An Giang, vẫn có một nơi đang lưu giữ khá nhiều những kỷ vật được xem là nông cụ thời xưa của người Khmer. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng khám phá bảo tàng nông cụ thu nhỏ này. Tin chắc là sẽ có nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa biết đến. Đây là hàng trăm hiện vật được Hòa Thượng Châu Sơn Hy, trụ trì chùa Xà Lôn ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang sưu tập, lưu giữ hơn 10 năm nay. Đây là các nông cụ được sử dụng hàng ngày phục vụ đời sống sinh hoạt của con người. Đến chùa Sa Lôn, nhìn cách bày trí của Hòa Thượng như khiến người xem hình dung ra được khung cảnh lao động sản xuất của người xưa. Hấp dẫn và mang tính khoa học, các hiện vật được bố trí hài hòa theo quy trình sản xuất nông nghiệp qua từng công đoạn. Nơi đây trưng bày các dụng cụ lao động của người dân Nam Bộ xưa như lưỡi liềm, lưỡi hái, tay gặt, phản, cào răng lược, dụng cụ cày bừa, nôm, gió. Ngoài ra còn có những hiện vật khá là lẫm độc đáo, quý hiếm khác như cỗ xe bò, những cỗ xe vận chuyển hàng hóa, chuyên chở lúa, gạo, phân bón ngày xưa, những dụng cụ lao động của người dân Nam Bộ. Điều đáng phấn khởi là có rất nhiều nghệ nhân, người dân đồng tình ủng hộ, góp công, góp của để hiện vật ngày càng nhiều hơn. Ngoài việc lưu giữ lại nét đẹp văn hóa nông nghiệp, những tư liệu sản xuất xưa để lớp trẻ nhận biết quá trình lao động của ông cha, từ đó sẽ phấn đấu xây dựng quê hương mình tốt hơn. Lúa thì cũng bằng máy này đó kia hết trơn rồi, cho nên cái dụng cụ của mình đó, nó không có sử dụng nữa. Rồi nếu mà mình không có vô để mà gìn giữ thì con cháu sau này đó, nó không biết cái cách làm ruộng lúa của ông cha ta hồi xưa nó khó khăn như thế nào. Bảo tàng thu nhỏ của Hòa Thượng Châu Sơn Hy còn có những tác phẩm điêu khắc gỗ rất công phu tinh xảo, thể hiện trên những loại gỗ quý hiếm qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân như gõ, trắc. Một số tác phẩm về loài chim muông, gia súc, gia cầm như để thể hiện sự gần gũi của con người và thiên nhiên. Bảo tàng thu hút nhiều du khách đến tham quan tìm hiểu, cao điểm nhất là những dịp lễ Tết. Không những tạo điều kiện để mọi người tham quan, đến với ngôi chùa trên 100 năm tuổi uy nghiêm của đồi núi Tri Tôn, du khách sẽ được sống lại tuổi thơ khi hòa nhập vào không gian của bảo tàng độc đáo tại chùa Sà Lôn. Mở đầu chuyên mục Camera Nóng ngày hôm nay là một tình huống liên quan đến giao thông. Hai thanh niên đã bất chấp nguy hiểm, không đội nón bảo hiểm, lại còn ôm cua với tốc độ cao để rồi nhận lấy bài học. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera hành trình của chiếc xe ô tô đi ngược chiều ghi lại, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Theo hình ảnh ghi lại, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy phóng trên đường với tốc độ nhanh nên đã không kiểm soát được phương tiện khi ôm cua đường. Do đó, chiếc xe này cũng đã lao sang làn đường đối diện. Đến hiên nhà dân bên đường thì xe lộn nhào hất tung hai thanh niên này xuống đường như phim hành động. Tiếp tục chương trình là một tình huống ga lăng khiến nhiều người phải bật cười. Một nam thanh niên chạy xe máy đi rước bạn gái tan sở về, thế nhưng anh ta lại quên mang theo nón bảo hiểm. Và thế là anh chàng này đã vội vàng trộm chiếc nón bảo hiểm của người khác. Hành vi vô cùng kém duyên này đã lọt vào một chiếc camera gần đó. Nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây lịch sự, đi chiếc xe tay ga sang trọng, đắt tiền, đứng chờ đón bạn gái tan sở. Thế nhưng anh ta có vẻ đang loay hoay, bối rối vì phát hiện ra mình quên không mang theo nón bảo hiểm cho bạn gái. Lỡ cô nàng hờn giận thì sao? Hay tệ hơn sẽ bắt taxi về mà không chịu lên xe của mình? Nghĩ vậy, thế là anh chàng đang định chạy xe đi tìm mua nón, thì bất ngờ anh phát hiện thấy một chiếc nón bảo hiểm ở ngay trước mắt mình. Nhưng nó thuộc sở hữu của người khác, nằm trên chiếc xe máy cạnh đó. Vậy mà cũng tiện tay qua lấy luôn chiếc nón của người ta rồi thản nhiên đội lên cho bạn gái. Không biết khi xem đoạn clip này thì bạn gái anh ta sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Thưa quý vị, phát hiện giải phân cách bị hư hỏng nằm giữa đường gây cản trở giao thông, một nam tài xế đã dừng xe xuống dọn dẹp. Hành động đẹp này của tài xế đã được ghi lại và liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ lấy làm cảm kích. Cụ thể, khi đang di chuyển trên đường vào buổi tối, thấy giải phân cách bị hư hỏng chễm chệ giữa đường gây cản trở giao thông, nam tài xế này đã dừng xe xuống dọn dẹp. Người này cố gắng thu gọn các vật cản để tránh cho các phương tiện khác di chuyển trên đường gặp khó khăn. Một lúc sau, tài xế ô tô con cũng đã có mặt hỗ trợ. Người này được cho là vừa gây ra va chạm với giải phân cách giữa đường. Sự việc xảy ra vào tối ngày 30 tháng 1, hiện hành động đẹp của người tài xế này vẫn đang nhận được cơn mưa lời khen từ người dùng mạng xã hội. Thang máy là phương tiện được người dùng sử dụng nơi công cộng để phục vụ nhu cầu đi lại. Thế nhưng ở chốn công cộng này, nhiều người có những hành động và thái độ khó coi, nhưng họ lại không mảy may cảm thấy ngại với những người xung quanh, bởi họ đều có tư tưởng rằng sẽ không ai biết mình là ai hoặc không ai biết mình đã làm gì. Và đúng như những gì Lan Di nói, thưa quý vị, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh đến quý vị vấn đề này. Và đơn cử mới đây nhất là vụ việc xảy ra tại chung cư Green Star ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Như quý vị đang thấy trên màn hình, lúc này trong thang máy có hai người đàn ông. Một người đi ra trước, một người trung tuổi còn lại tiếp tục bấm thang máy để di chuyển lên lầu trên. Sau khi bấm xong, ông ta thản nhiên nhổ nước bọt lên nút bấm thang máy. Và khi thang máy dừng đúng tầng lầu mà ông ta cần đi đến thì ông thản nhiên bước ra như chưa hề gây ra việc gì. Sự việc khiến nhiều người bức xúc, không hiểu cái nút bấm thang máy có tội tình với ông ta mà lại hành xử thiếu văn hóa như vậy. Vụ việc này vừa mới ghi nhận tại chung cư Green Star trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, ngay giữa lúc người người nhà nhà đang lo lắng trước dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra, mọi biện pháp an toàn bảo vệ cho sức khỏe được tuyên truyền rộng rãi, thì người đàn ông này lại có hành động kém ý thức như vậy, quả thật là rất đáng lên án. Hy vọng rằng cũng từ đây mà nhiều người dân chúng ta sẽ có ý thức giữ gìn sức khỏe nơi công cộng hơn nữa để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình và cộng đồng. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, quê ở Cần Thơ, đã từ trần vào lúc 11 giờ ngày 2 tháng 2, sau 2 ngày nhập viện vì nhồi máu cơ tim, hưởng dương 55 tuổi. Lễ viếng nghệ sĩ bắt đầu từ chiều ngày 2 tháng 2 tại nhà riêng ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 31 tháng 1, tức mùng 7 Tết, nghệ sĩ Chiêu Hùng bị nhồi máu cơ tim, được đi cấp cứu tại bệnh viện. Anh hôn mê sâu trong 2 ngày với các triệu chứng tăng huyết áp, tổn thương thận. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước mất mát này của gia đình và xin mời quý vị cùng nhìn lại con đường sự nghiệp cũng như những cống hiến của nghệ sĩ Chiêu Hùng cho nền nghệ thuật cải lương sau đây. Nghệ sĩ Chiêu Hùng tên thật là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1965 tại Cần Thơ. Anh xuất thân trong một gia đình có ông ngoại là bầu gánh hát bội, mẹ là đào chánh Ngọc Thêm, cha là nghệ sĩ Ngọc Ánh. Từ nhỏ anh đã theo cha mẹ lưu diễn nhiều nơi. 10 tuổi, anh lần đầu đóng vai Trịnh Ân trong vở Trảm Trịnh Ân của tác giả Phương Hùng. Anh bắt đầu đi hát chuyên nghiệp từ năm 19 tuổi. Vai chánh đầu tiên của anh là nhân vật Nguyễn Toàn Trung trong vở Gió Muội Biên Thùy, soạn giả Điêu Huyền. Thời mới nổi, anh được đánh giá là một kép trẻ đẹp và có giọng ca ngọt ngào. Anh ghi dấu trên sân khấu các đoàn Kim Hương, Sài Gòn 1, Trần Hữu Trang, Minh Tơ, Huỳnh Long, Đồng Nai. Năm 2015, Chiêu Hùng được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Anh từng thử làm bầu gánh hát, song lâm cảnh nợ nần, gánh hát trả, những năm cuối đời anh vẫn miệt mài ca diễn.
Thưa quý vị khán giả, một mùa xuân nữa lại về và nhiều mảnh đời cũng được sưởi ấm bằng tình người sẻ chia, giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và chuyên mục tình người miền Tây ngày hôm nay xin được làm cầu nối giới thiệu đến quý vị hoàn cảnh của chị Võ Thị Diễm Thúy. Năm nay chị mới 36 tuổi nhưng đã bị ung thư cổ tử cung. Một mình người mẹ trẻ này vừa phải chống chọi với bệnh tật, vừa phải nuôi hai đứa con thơ dại. Thương nhất vẫn là hai đứa trẻ vốn đã mồ côi cha. Và ngay sau đây xin được mời quý vị cùng xem và lắng nghe câu chuyện của gia đình chị Thúy. Dạ, cha mất luôn. Lúc em mới 2 tuổi. Còn nhỏ lắm. Chỉ còn có mẹ lo thôi. Mà giờ mẹ cũng mình. Em buồn lo sợ, sợ mẹ mất. Sợ không còn người thân nào nữa. Mẹ bỏ lên em với lại em của em. Chồng mất vì tai nạn giao thông. Ở cái tuổi 36, một nách hai con, không một miếng đất cắm dùi. Chị Võ Thị Thúy Diễm, ngụ ở ấp Cây Bàng, xã Mỹ Thành Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, chỉ biết bán sức lao động để lo miếng cơm, manh áo hàng ngày. Vậy mà biến cố cứ bủa vây. Tháng 5, năm 2019, chị phát hiện mình bị căn bệnh quái ác. Ngày cầm kết quả được bác sĩ chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 3, chị đã khóc ngất. Nén lấy nỗi đau, một mình gắng gượng chống chọi với bệnh tật vì sợ mẹ già lo lắng. Nhưng sức cùng lực kiệt, giờ đây chị cũng ngã quỵ, đành phó mặc cho số phận. Mình mới bệnh lắm, không bệnh. Không biết chịu đựng nổi, không phải ra đi lúc nào. Nằm đêm sợ lắm. Căn nhà lá dột nát, rách bươm chưa đầy 50m2 này là nơi sinh sống của cả gia đình ba thế hệ. Không có gì quý giá, có chăng chỉ là hai đứa trẻ và người mẹ già làm hơi ấm tình thân cho chị Thúy. Căn nhà tạm bợ trống trước hụt sau, vốn không có chiếc trụ vững chắc, này lại càng siêu vẹo chông chênh. Dù kết quả học tập luôn là học sinh giỏi, nhưng em Nguyễn Thị Anh Thư, con gái lớn của chị Thúy, cũng đành rời bỏ trường lớp để phụ giúp gia đình, những mong mẹ phần nào đỡ vất vả. Nhiều lần bác sĩ bảo mẹ cần nhập viện để theo dõi điều trị, thế nhưng do hoàn cảnh quá nghèo, không tiền thuốc thang chạy chữa, em đành hái rau cỏ ngoài vườn sắc cho mẹ uống vì hy vọng bệnh tình mẹ không trở nặng. Bất lực nhìn mẹ nằm trên chiếc giường cũ kỹ, chịu đựng từng cơn đau đớn, lòng em như thắt lại. Giá như em có thể gánh lấy nỗi đau này thay mẹ. Giá như em lớn thêm chút nữa, đủ sức giành lấy gia đình. Giá như có một phép nhiệm màu nào đó, để em có thể níu lấy sự sống từng ngày cho mẹ. Từ ngày mẹ bệnh nằm một chỗ, bé Út cũng chẳng chịu đi chơi, chỉ quanh quẩn trong nhà, thích xà vào lòng ôm mẹ rồi khóc nức nở. Khi ngài nhìn thấy cũng phải xót xa. Kinh tế gia đình cũng càng túng quẫn. Để có thể chạy ăn từng bữa và có tiền thuốc thang cho con, bà Võ Thị Út dù ở cái tuổi 65 vẫn đi làm mướn cỏ lúa, hái cam để trang trải chi phí hàng ngày. Cũng may được bà con lối xóm thương tình sẽ chia từng miếng rau, con cá, tranh thủ thời gian rảnh bà đi mót từng hạt lúa ngoài đồng. Mà tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, nó ngoại ơi, mà con không có cha, bây giờ phải mẹ con mới bà, mẹ bây giờ đổ bệnh như vậy rồi con không biết làm sao nữa ngoại. Mà nó ôm mà nó khóc vậy thôi, nó khóc tôi giờ tôi không biết làm sao nữa. Tội nghiệp cho nó rồi đó, giờ nó hay ngoan, nó hiền như lắm, nó không có biết gì chơi, nó rồi đầu nó nói nó ướng sao mà cho nó được có căn nhà đằng mấy bà cháu ở, bây giờ nó đã đổ bệnh lên như vậy đó. Nó bắt đầu đổ bệnh lên mà nó giấu tôi nữa, nó không có cho tôi hay nữa. Sau này nó mới đây, nó mới cho hay đây thôi, mà cho con gái lớn nó hay thôi chứ nó không cho tôi hay nữa.
gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Cô hát ru nhà ai làm con trẻ xót dạ. Chị Thuế nhìn con, nhìn mẹ mà trong lòng vẫn luôn không nguôi mong muốn một tia hy vọng nào đó. Có ai từng bảo, chỉ khi không cúi đầu trước nghịch cảnh thì giông tố mới tan. Giông tố đã đến bên đời chị thì hy vọng rằng sẽ mau tan đi. Hai đứa con chị sẽ không phải lớn lên trong cảnh khổ đau. Kính thưa quý vị, chuyên mục Tình Người Miền Tây rất mong sẽ nhận được sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên cả nước để phần nào xoa dịu những khó khăn của các nhân vật mà Tình Người Miền Tây đã chuyển tải đến quý vị. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hệ thống Zalo và số điện thoại đường dây nóng là 0971225053. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Phạc Ma đã đồng hành cùng với chuyên mục Tình Người Miền Tây. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này vào ngày mai trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để tiếp tục cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất quý vị nha.